Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Hân. Hôm nay cả nhà hãy cùng vào bếp với mẹ Bảo Hân để làm món mắm kho quẹt không cay cho bé nhé. Mắm kho quẹt thường mọi người sẽ sử dụng để chấm với các loại rau củ luộc hoặc có thể chấm xoài xanh. Nhưng thường thì theo công thức làm truyền thống thì mắm kho quẹt thường có vị rất là cay. Đối với các bé thì rất khó để các bé có thể ăn được đúng không ạ? Chính vì điều này mà mẹ Bảo Hân đã nghiên cứu ra một công thức để vẫn giữ nguyên được vị của mắm kho quẹt mà không hề cay. Không chỉ giữ được vị mà mẹ Bảo Hân còn giữ được luôn cả màu sắc của món mắm kho quẹt này nhé. Đầu tiên thì chúng ta chọn thịt lợn ba chỉ. Phần khá nhiều mỡ, chúng ta lọc bỏ bì đi nhé. Mọi người có thể là sử dụng mỡ nhiều hơn. Nếu như thích ăn mỡ thì có thể dùng mỡ nhiều hơn. Thế nhưng mà với mẹ Bảo Hân thì mẹ Bảo Hân này bớt mỡ đi, bởi vì cái thứ nhất là cho bé Bảo Hân ăn. Bé Bảo Hân thích có cả vị mỡ, vị lạc. Mọi người bỏ bì đi nhé. Chúng ta bỏ bì đi. Và chúng ta sẽ thái vuông để lát nữa chúng ta sẽ chiên nó lên. Vâng, đây mẹ Bảo Hân bỏ cái bì đi này và thái ra. Thường thì các món ăn mà để có được màu đẹp thì thường là phải có ớt đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với trẻ thì trẻ không thể ăn được ớt. Thế cho nên là rất nhiều lần thì ăn cái món mắm kho quẹt bé Bảo Hân rất thích nhưng mà bé lại không thể ăn được. Chính vì điều đấy mà mẹ đã lọ mọ và tìm ra cái công thức này và làm cho bé ăn. Ở nhà của mẹ Bảo Hân thì có mỗi mẹ Bảo Hân là ăn được cay thôi. Còn ông bà và kể cả bố Bảo Hân cũng không ăn được cay. Thành ra là mẹ Bảo Hân phải loay hoay tìm cách làm sao để có thể vẫn chế biến được món ăn như vậy mà lại bỏ cái vị cay đi, vẫn giữ được hương vị. Đây mọi người có thể thái vuông như thế này nhé. Không nên thái to quá, cũng không nên thái nhỏ quá, bởi vì sau đó thì chúng ta sẽ còn dùng kéo để cắt ra nữa. Nếu mà chúng ta thái to quá thì cái chiết xuất của dầu nó mỡ nó ra cũng khá là lâu. Mọi người thái như thế này là vừa. Lát nữa thì khi mà chúng ta chiên mỡ ra rồi thì chúng ta có thể cắt nhỏ thêm nó ra cũng được, hoặc có thể để nguyên. Nhưng mà nếu mà để chấm thì mọi người nên cắt nhỏ ra để đến khi ăn nó dễ ăn hơn. Mọi người hãy cứ thử cái công thức của mẹ Bảo Hân sẽ thấy là vẫn đủ vị của mắm kho quẹt nhưng lại không có cay nhé. Bí quyết ở đây là mẹ Bảo Hân vẫn dùng ớt nhưng lại không dùng ớt cay mà dùng ớt chuông. Đó, chúng ta thái tất ra như thế này. Bởi vì là tự làm, tự quay, tự đạo diễn cho nên rất nhiều khi là mẹ Bảo Hân rất loay hoay trong cái việc là quay video và làm YouTube, mất thời gian lắm cả nhà. Không biết các bác làm YouTube thì thế nào chứ còn mẹ Bảo Hân thì lọ mọ một mình. Cho nên nhiều khi rất là bí. Vâng, đây là mẹ Bảo Hân phải kê máy lên để quay. Đó, có nhiều nhiều khi mà cũng cũng rất khó. Có những khi mà những cái công thức mà rất khó để quay cho mọi người. Vâng, tiếp đến là đến hành. Mọi người đập một chút hành, một chút tỏi, rồi thái ra nhé. Thái hành tỏi ra. Lát nữa thì chúng ta sẽ dùng hành tỏi để phi thơm. Nói chung là cái món này thì nó không khác gì so với cái món mắm kho quẹt thông thường mà mọi người hay làm.
Nó chỉ có khác một điều là nó không có ớt cay thôi, không ớt cay, không hạt tiêu nhé các. Trẻ con đôi khi rất thiệt thòi bởi những cái món ăn mà người lớn có thể ăn mà các bé lại không ăn được, đúng không ạ? Hoặc là những bạn nào mà không ăn cay thì rất thiệt thòi, bởi vì là có rất nhiều món ăn mà phải có vị cay thì nó mới ngon. Đây là tỏi. Không nên cho nhiều quá mọi người nhé. Ở đây thì mẹ Bảo Hân có khoảng tầm 200 g thịt. Thì mẹ Bảo Hân chỉ cho khoảng 2 nhánh, 3 nhánh tỏi và 3 nhánh hành vậy thôi là vừa. Và đây, bí quyết của mẹ Bảo Hân nằm ở đây nhé cả nhà nhé. Mẹ Bảo Hân sẽ dùng cái quả ớt chuông này. Mẹ Bảo Hân dùng một nửa quả ớt chuông thôi. Ớt chuông thì chắc hẳn là không lạ gì đối với các bác nữa ạ. Đúng không ạ? Cái bí quyết để giữ được cái màu của mắm kho quẹt vẫn có được cái màu vàng tươi, đỏ tươi như ở đoạn đầu video mọi người đã xem, đó chính là ớt chuông nhé. Mọi người có thể dùng ớt chuông hoặc có thể dùng các loại ớt không cay cũng đều được. Mẹ Bảo Hân thì mẹ Bảo Hân dùng ớt chuông, cái vị của nó khi mà mình đun lên thì nó cũng không hăng nữa nhé. Nó không có vị hăng, không có vị của ớt. Vâng, mọi người thái nhỏ ra. Thái nhỏ ớt chuông ra. Và để riêng. Lát nữa thì chúng ta sẽ sử dụng nó để xay. Và một thứ không thể thiếu khi làm mắm kho quẹt, đấy là tôm khô, đúng không ạ? Đây thì mẹ Bảo Hân đã ngâm vào nước nóng tôm khô. Sau đó thì mẹ Bảo Hân sẽ cho tôm khô cùng với ớt chuông để xay. Xay thành một cái hỗn hợp. Cho cả ớt chuông và tôm khô vào để xay cả nhà nhé. Đó. Mẹ Bảo Hân thì hay sử dụng cái máy xay xay thịt ấy. Để xay thì cũng không cần phải cho nhiều nước, chỉ cho một chút xíu nước thôi. Mà mẹ Bảo Hân tận dụng luôn cái nước của cái ngâm tôm này này, chúng ta sẽ vớt tôm ra và dùng luôn cái nước đó. Nhưng mà chúng ta chắt cái cặn đi nhá. Chắt một chút cặn đi. Thì cái bởi vì ngâm tôm thì bao giờ nó cũng có cái phần cặn bẩn hoặc là một chút cát ấy. Thì mọi người bỏ cái phần đó đi mà mọi người sử dụng luôn cái phần nước tôm mà chúng ta ngâm để cho vào xay. Chúng ta xay nhuyễn ra, càng nhỏ thì càng tốt. Hôm nay thì mẹ Bảo Ân xay nó cũng không được nhỏ lắm đâu. Bởi vì cái số lượng nó quá ít thì khi chúng ta xay nó cũng không được nhỏ, nó chỉ có cái tôm nó sẽ nhỏ ra thôi. Thế còn ớt thì vẫn có một vài miếng nó vẫn còn to như thế này. Nhưng mà cũng không sao cả, khi chúng ta đun lên thì nó cũng vẫn mềm và nó cũng vẫn tạo ra cái màu rất là đẹp. Chứ cũng không mất đi hương vị của cái món này đâu ạ. Và đây chúng ta đã có một hỗn hợp ớt chuông xay cùng với lại tôm khô. Chúng ta để ra một bát riêng nhé. Đây chúng ta xay như thế này là được rồi ạ. Đây, nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có hành, tỏi khô, ớt chuông xay cùng với tôm khô và thịt. Chúng ta bắt đầu cho thịt vào chảo để chiên. Chúng ta ban đầu thì chúng ta có thể chiên to nửa một chút, nhưng khi mà nó bắt đầu nó xém xém thì chúng ta cho nhỏ nửa đi nhé. Để làm sao cái mỡ nó chiết ra. Chiết được nhiều mỡ ra, càng nhiều càng tốt. Trong khi chúng ta chờ đợi cho cái thịt của chúng ta được thì chúng ta sẽ bắt đầu đi pha nước mắm. Ở đây thì mẹ Bảo Hân cho khoảng 3 thìa nước mắm. Nước mắm này là mặn một chút cả nhà nhé. 3 thìa nước mắm và khoảng 3 thìa đường. Đường cát trắng ấy. Đó, đơn giản chỉ thế thôi. 3 thìa nước mắm, 3 thìa đường
Thìa này là thìa nhỏ thôi cả nhà nhé. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ quậy đều cái này lên cho nó tan lên. Lát nữa thì chúng ta sẽ cho vào cái món sau khi mà cái thịt của chúng ta được. Đây. Quay lại với cái nồi mà thịt chúng ta đang chiên. Chúng ta chiên làm sao mà chắt càng nhiều mỡ ra càng tốt. Chiên nhỏ lửa thôi thì nó sẽ ra được nhiều mỡ hơn nhé. Mọi người không nên là chiên to lửa. To lửa thì nó sẽ bị cháy. Đó, cho đến khi chúng tóp vào như thế này. Khi chúng bắt đầu được như thế này thì chúng ta sẽ bắc ra khỏi bếp và để nguội. Cái phần mỡ chúng ta sẽ chắt ra. Thế còn cái phần thịt thì chúng ta sẽ cắt nhỏ. Đây, mẹ Bảo Hân cắt nhỏ ra như thế này. Để khi ăn thì nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh, nó vừa ăn. Thành phần của chúng ta đầy đủ nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng chính cái mà chảo mỡ lúc nãy. Chúng ta chắt hết mỡ rồi, chỉ để lại một chút thôi, không nên để nhiều. Chúng ta sẽ tận dụng lại cái mỡ mà chúng ta vừa mới chiên lúc nãy. Chúng ta cho hành với tỏi vào. Và chiên làm sao cho hành tỏi nó vàng. Mọi người lưu ý là phải để cho nó vàng nhé. Vàng thơm thì mới được. Nhưng mà nếu mà để cháy quá thì cũng không ngon. Chúng ta phải căn làm sao. Khi mà cái hành bắt đầu nó chuyển màu vàng thì chúng ta tắt bếp ngay. Như vậy thì cái sức nóng ở trên cái bếp ấy, nó sẽ tự để làm cho hành của chúng ta sẽ chín vàng và thơm. Chứ còn nếu chúng ta cứ để lửa to thì chúng ta sẽ rất dễ làm cháy hành. Bởi vì là cái nhiệt độ của cái mỡ nó rất là lớn. Chúng ta tắt bếp đi thì nó vẫn tiếp tục chín vàng. Đây cũng là một cái nguyên tắc khi mà chúng ta phi các loại hành thơm. Nếu chúng ta để quá tay một chút là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là nó bị cháy mất đúng không ạ? Đây cái tỏi thì nó bao giờ nó cũng sẽ vàng hơn này. Vàng hơn phía trước, mọi người nhìn rõ. Cái miếng nào vàng trước là tỏi đấy ạ. Dần dần nó sẽ đến hành. Đó, chúng ta đợi nhé. Đợi cho làm sao mà nó dậy mùi thơm lên là được. Vâng, cái lúc mà mẹ Bảo Hân xào này nó rất là thơm đấy ạ. Rồi, khi mà chúng ta thấy cái vị của nó thơm dậy hết lên rồi thì chúng ta bắt đầu đổ. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ đổ cái nguyên liệu ớt cùng với lại tôm khô. Chúng ta đổ vào trước nhé và đun cho nó chín. Tức là chúng ta mục đích chúng ta đun làm sao để cho cái ớt với tôm khô, cái ớt của nó chín thơm lên rồi ấy. Thì bắt đầu chúng ta mới cho nước mắm và đường nhé. Đây các bạn đảo đều. Đun nhanh lắm, cái ớt này nó chín nhanh lắm các bạn. Khi mà các bác xào thịt bò các bác thấy là nó chín rất nhanh đúng không ạ? Cái này cũng rất là nhanh thôi. Nhưng mà chúng ta muốn để cho cái át đi được cái mùi vị của cái ớt thì chúng ta phải làm như vậy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu cho nước mắm và đường. Vét hết cái phần đường xuống nhé cả nhà nhé. Vì mẹ kem là vừa quay vừa làm. Đó. Chúng ta cuối cùng thì chúng ta sẽ cho là cái thịt vào. Và nếu như mọi người thấy là nó còn đặc thì mọi người cho thêm một chút xíu nước lọc nhé. Để cho cái hỗn hợp của chúng ta nó mềm hơn. Nhưng mà như hôm nay thì mẹ Bảo Hân sử dụng thì nó cũng khá là nhiều nước ở trong cái ớt khi lúc mẹ Bảo Hân xay rồi. Cho nên là mẹ Bảo Hân không cho thêm nước lọc nữa. Mà chỉ đun có như vậy thôi. Thì đã ra được cái kết quả rồi. Đun thêm một chút xíu nữa thôi là đã được rồi. Cái này nhanh lắm cả nhà. Rồi sau đó chúng ta cho ra bát. Thường thì mỗi một lần làm thì mẹ Bảo Hân cũng không làm nhiều.
chỉ làm bằng này thôi, nhưng mà thường thì bé Bảo Hân cũng phải ăn đến mấy lần thì mới hết. Thành ra là mọi người có thể cho ra bát và mỗi lần thì múc ra một cái bát con cho bé ăn. Và nhà bạn học Bảo Hân thì cả nhà cũng hay sử dụng cái sản phẩm này để chấm rau củ quả rất dễ ăn. Nó giống y như là mắm kho quẹt thôi, chỉ có điều nó không cay thôi các bạn. Đây, thành quả của mẹ Bảo Hân đây, vẫn giữ được màu đúng không ạ? Màu y như màu mắm kho quẹt. Và vị thì mẹ Bảo Hân đảm bảo luôn nhá, là sẽ vẫn có vị như mắm kho quẹt, chỉ có điều là nó không cay thôi ạ. Và các bé thì ăn thoải mái luôn. Các bé có thể chấm rau củ quả luộc. Hoặc là như hôm nay thì bé Bảo Hân sử dụng để chấm xoài. Xoài giòn. Xoài này thì không chua lắm đâu các bạn, nhìn đến vậy thôi chứ còn thực ra là nó giòn thôi chứ không chua, chỉ hơi hơi chua một chút. Ra nè. Con gái đi học về mẹ làm cho món này có thích không? Tối bà có rau luộc đấy, con có thể chấm với rau luộc. Tối bà có rau luộc con ăn cùng. Con ăn con thấy có vị những cái gì? Vị gì? Mẹ rồi. Tôi chưa ngọt cái này. Chưa chua mặt mặt à? Nên cái này mặn vừa ngọt vừa mặn đây. Này không biết được. Không cho sao. gì, hơi chua chua Ừ. và hơi có hơi chua Ừ. Thế cái thịt ở đây nó có vị dai không? chua không Con có biết có ngoài thịt còn có gì nữa không? Có vị của ớt cái gì nữa? ớt không cay Còn một cái nữa. tỏi hành Tỏi hành rồi còn gì nữa? nước lọc Gì nữa? Cái gì Cháu nói rồi, ớt không cay cháu nói rồi. không có cái gì nữa Có nước mắm không? Có vị của nước mắm không? có cái chật đấy không Có chứ, có vị của nước mắm đấy. Có vị của đường không? Không có thấy ngọt không? con thì thấy hơi chua chua và mặn mặn Có vị ngọt mà. ta không Có mà, có một chút đường. hả ở ngoài quên quên á Còn một vị rất quan trọng nữa, đấy là tôm khô. Ăn có cảm thấy có tôm khô không? có 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 cà chua nữa Không có cà chua. Cái màu đỏ đỏ đấy không phải cà chua, mà chính là quả ớt chuông, quả ớt ngọt mà bà hay xào ấy. Được chưa? Nó sẽ tạo nên cái màu này cho con. Đấy, con giúp miếng thịt con ăn đi. Thế nào? Quá tuyệt vời. À, quá tuyệt vời. Thế có cảm ơn mẹ không nhỉ? Ta cảm ơn mẹ. Mình cứ đi học ngoan nhá, chiều về mẹ sẽ phải có quà cho con như này được không? Mình được không? Vâng. Thích ăn cái nước này à? Đâu. Không, có mút mút thế. Có mút mút thế à? Không mút thế. Hôm nay con đi học có vui không? Ừ. Con học về cái gì? Lễ hội Tết. Thế à? Học gì nữa? Môn toán. Môn toán. Thế con có làm được bài tập không? Làm hơi khó. Hơi khó á?
Thế con có làm được không? Làm được. Học về các lễ hội à? Lễ hội như nào? Lễ hội truyền thống đi. Lễ hội truyền thống, thế cô cho lên xem TV à? Vâng. Thế con có nhớ được bản lễ hội truyền thống những gì không? Nó làm con rối cả đầu. Rối cả đầu á? Con không nhớ được à? Nó nhiều lắm. Thế á? Học cả buổi sáng luôn à? Vâng. Bây giờ ở lớp con ăn gì? Chưa ở lớp á? Ăn cơm vẫn như bình thường thôi. Ăn thêm gì đâu? Như là bữa tráng miệng thì suốt ngày lại đổi khác. Bữa tráng miệng ăn cái gì? Ăn buổi chiều thì ăn chuối. Ừ. Buổi trưa thì ăn gì? Ăn gì? Ăn uống nước cam. À, uống nước cam. Bây giờ về lại chén xoài của mẹ. Buổi chiều ăn quả chuối rồi. Thế à? Ngon không? Mẹ làm món này kem gì thế này? Ngon. Chả cảm ơn tôi gì cả. Tôi cảm ơn mẹ. Tôi cảm ơn nhiều lần phía của mẹ. Thế có yêu được không? Tôi yêu mẹ. Mà thấy bà yêu mẹ, mẹ buồn. Có hai phần. Thì con thế không? Thế có yêu mẹ không? Yêu mẹ mà. Được thật không? Hả? Yêu nhiều không? Hả? Yêu nhiều bằng nào? Yêu nhiều bằng quả đất. Bằng nào nữa? Bằng gì nữa? À, bằng tỷ vũ trụ. Tỷ vũ trụ. Có tỷ quả đất. Con cảm ơn cả nhà đã xem kênh của con trong suốt thời gian qua đi. Con cảm ơn cả nhà.